tiếp tục sắm gì đó có một bên sắm nhiều bây giờ nó cho nó thông qua những cặp gì thì chúng ta phải tính đúng không, tính m là tính một bên sắm thông qua gì đó, thông qua động cơ này, thông qua động cơ này nè. Có phải tất cả xuất phát khởi phát từ này không? Vậy giờ mới hỏi nè, cái thằng này nè nó nhận được bao nhiêu mỗi khúc như này nhận được bao nhiêu cái bài này như mấy anh có rồi đúng không? Có rồi. Thì coi đi, coi trên dưới có thắc mắc gì chưa vậy đó. Mình chuẩn bị chạy deadline tới bài tập ha, cơ bản lý thuyết mình đã xong. À cái gì ta? Bài tập thì có hai dạng. Một dạng gì? Một dạng tĩnh định và một dạng siêu tĩnh, nó giống như kéo nén. Giờ chỉ còn câu chuyện tiếp tục là sẽ qua bài chương gì, chương uống ha. Mình xong chương uống làm thấy gì? Tới rồi, phải rồi. Cái này ơi, cho em hỏi cái này, chỗ mờ mát mình tính sao thầy? Nghe rồi đó. Đang tiếp nhận thông tin. Đâu mà mắc rồi, chỗ nào đâu? Đó, ở đó thầy. Đó. Này ha. Ở trên nè, ở trên đó. Mà mát chưa? Đó. Nè anh nó ghi nè, từ biểu đồ trên hình B ta có nè. Trong nguyên cái đống này anh thấy cái nào bự nhất? Đang cái trục này nè, trục 2 nè. Hình như cái đó là của hình A mới đúng. Cái gì? Thằng MZ nó là của hình E, nó mới có 343. Tao phải đi coi lại. Đâu? Để coi chúng ta có mà 1, mà 2, 3, mà 4. Đúng rồi, trong hình trên này. Giờ trong cái hình A này mấy em thấy là này 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 diện nào lớn nhất? Biểu đồ có phải là 343,3 là 8 lớn nhất không? Nè. Dạ đúng. Nhưng mà cái số đó ở đâu rồi? Là cái biểu đồ nó cho sẵn hay là mình dựa vào số nào để mình có cái số đó? Mình tính á. Tính nội lực cái bài đầu không? Ừ. Cái này là cái biểu đồ nội lực nè. Cái biểu đồ của nội lực. Mình vẽ cho cái trục này. Ở đây có 3 thằng, có 4 thằng, 1 thằng là đại diện cho N nè. Cứ mỗi một N vậy là nó có một cái moment sắm. Yeah. Đúng không? Thì giờ ở đây phải là một bao nhiêu khúc. Thì chúng ta cắt ra, chúng ta vẽ, nó sẽ ra được biểu đồ nội lực. Nó không vẽ biểu đồ nội lực không vẽ quá cứng rồi. Còn gì nữa bạn, mình vẽ gài quá trình nhiều rồi. Đúng không? Giờ mình chỉ còn dạng bài tập thôi.
giảm cảm thế này. Anh cho em hỏi cái bài tập hôm bữa chủ nhật em gửi cho thầy á, em thầy đọc được không thầy? Liên quan gì nữa ta? Cái bài tập bữa chủ nhật em gửi thầy, em phải em thầy đọc được á. Tôi đọc mới gì đó, chưa đọc hết đâu. Tôi kiểm số lượng ha. Chứ còn đọc tiếp là đọc tập từ từ. Em có gửi Zalo cái gì thì tại vì em gửi qua không vậy? Dạ. Dạ. Còn cái có ai hỏi cái này đâu ra không? Ai hỏi này đâu ra? Có rồi. Ở đây. Cái chỗ 02 đâu ra này. Chúng ta có ứng sức là bằng cái gì đây? Z. Yeah. Nhớ. Đi trừ về kép gì? Về kép go. Và về kép go thì bằng nhiêu? 0,2 điểm 3 nhớ. Mà bây giờ mình đang tính này maximum. Thì này phải là gì đây? Maximum. Đúng không? Phải nhỏ hơn sao gì thằng gì? Cho phép. Vậy có phải giờ anh chuyển hết cái đống, anh thấy thế đống này vô, ta đang đi kia tìm D, thì bây giờ giữ D lại liên hết kia qua bên đây. Rồi nó sẽ ra căn bậc 3 của MZ chia cho nhiêu? Cái 2, mà này mà mắc mình nè. Mới tìm nè. Anh dùng không? Dạ, dạ. Ê, còn trong cái điều kiện cứng 5,7 là cái gì thằng? Cái gì? Lật cái bài giảng ra cứng cứng. Đó đó cái hạng dưới đó thầy. Điều cứng cứng là delta. Đâu chỗ nào đâu? Cái chỗ điều kiện cứng rồi trong cái căn bậc 4 nó có số 5,7 mà xét đó thầy. Thì nè điều kiện cái delta nè. Bằng gì đây? Mày dắt. Chưa chưa ơi. Ego. Ui, mấy mày học hành mà mày không có giờ bày giảng gì chứ. Giảng cho đã rồi nó bỏ nó. Chừng nào mà kêu làm bài tập mới lật ra ngồi kiếm. Mày chừng nào mới xong. Nè, thấy chưa? Nghe chưa? Dạ. Mày gồm bằng nhiêu? Thôi một đêm ngoan mùa 4 thế nóng này vô đây đúng không, mà nhỏ hơn thằng cho phép thì thằng này cho phép nè,
Vậy có phải hiện giờ đang đi tìm D giữ D lại thấy hết kia đâu, đóng âm kia không? Còn cái mời dắt mắt thứ hai tính sao thầy? Mời dắt mắt thứ hai. Thì là chục hai. Nè. Đây là chục một, này chục hai, thì anh làm y vậy anh vẽ ra. Nè, trong ba này thằng nào bự nhất? Nó nè, mà hai, mà năm, mà sáu. Mà hai nè, mà năm nè, mà sáu. Như cái đề của họ như có giải không? Đề của năm rồi đó. Tôi gửi cho 10 câu luôn. Chúng ta cơ bản là làm được hết rồi đó nha. Chương sáng là được cái to với nền, cái nền của phần gì biết không, quên rồi, phần cái nén, nên chúng ta hình dung được câu chuyện tại vì nó tồn tại duy nhất, giống như cái nén nó tồn tại duy nhất nội giác vậy đó.
Rồi chúng ta chuẩn bị sang chương uống ha. Chương uống với chương chuyển vị nó cũng giống như chương gì ta, giống như chương kéo nén vậy đó, nó cũng phức tạp, bài tập cũng căng thẳng như vậy đó ha. Bài giảng đã gửi qua đấy, thấy chưa? Thấy rồi thầy. Rồi. Ông là chuyện cái ao. Hôm nay có 3 công việc ha. Bây giờ mình học sức bền xong rồi mình biết nó đang làm gì đó, mình coi khả năng ứng xử của vật liệu. Đang nói chuyện mà có một vật thể nha, có ngoại lực tác động lên thì trong đây sinh ra nội lực. Vì khi mà hai này nè, những ngoại lực và nội lực hai lần này căn bản nhau hoặc là đối trợ nhau thì thông qua những giờ gì, ứng sức. Ứng sức là khả năng gì? Ứng sức của vật liệu, đúng không? Vì Phan nói ứng sức, trong khi mà có sự ứng xử của vật liệu thì nó sẽ sinh ra gì, biến dạng. Mà có biến dạng thì có gì, có chuyển vị. Ai này lúc nào đi chung nha. Không dài mình đi từ những bài tập và những câu chuyện mình đã biết. Cái chuyện mà giữa nội lực và nội lực này nè, nó dần co qua lại, nó thông qua gì đó, trạng thái. Nhớ không? Trạng thái. Mình gán ha, học online là tôi đã bỏ bớt rồi đó, như là chúng ta đã bớt cái bớt những khái niệm, bớt này kia nọ đó, chứ còn nhiều món đi, nhiều món lắm. Chúng ta có trạng thái thì trong trạng thái này nhớ nè, chúng ta có trạng thái kéo nén, trạng thái sấn thì tương ứng với trạng thái kéo nén, chúng ta có ứng sức gì nhớ, sức gì, sức pháp. Trạng thái sẵn thì chúng ta có ứng sức gì? Ứng sức tiếp. Vậy giờ dọn cục này. Trạng thái uống, chúng ta có ứng sức gì? Nhớ nè, khi mà chúng ta dầm chữ uống cắt ra có phải là chúng ta có quy y không? Có mở ý dích, đúng không? Có nợ dách. Mà thường thường băng ngang thì cũng thấy nợ dách. Thì rõ ràng nè, khi mà xảy ra điều kiện uống thì phải tồn tại cho được gì đó, âm ý. Vì quy y, quy khi mà muốn uống tồn tại thì mỹ chứ phải làm sao, hết không chắc ăn là phải có mỹ. Còn thằng quỷ này nè, quy y nè, được cắt nè, làm cho vật liệu trượt, có thể bằng không, có thể khác, khác không. Đúng không? Vậy hiện giờ nó mới sinh ra hai cặp, một cặp. Cái chuyện này đương nhiên phải tồn tại rồi. Vậy giờ chỉ có này bắt cặp với này bắt cặp với này. Này bắt cặp với này thì chúng ta gọi là chẳng thấy gì. Chúng ta gọi là uống thần tí, nhìn nè, nó không có gì khác, nó chỉ có duy nhất uống thôi. Thì thằng này bắt cặp với này thì chúng ta gọi là uống gì? Ngang phẳng. Ha, à, còn tại sao ngang phẳng, lý do chúng ta quay lại câu chuyện cũ. Đây, chúng ta có một cái mặt cắt. Chúng ta có quy y nhớ không? Chúng ta có màu gì đó? Màu ít. Màu ít là đang vuông góc với mặt bản, vuông góc với mặt cắt.
nó đang sướng và dẫn cái thanh này cong lại nè. Còn quý y là hiện giờ đang trượt. Có phải hiện giờ cái thằng này đã đang trượt lớp vật liệu, còn thằng này đang gì? Đang bẻ cái cây cong. Vậy phải nó vừa ấy là phải là vừa đây. Ta vừa bẻ, giống như bẻ ổ bánh mì vậy đó. Bẻ bánh mì cong lại, chúng ta thấy cái lớp vật liệu đang trượt nha. Chúng ta gọi là uốn ngang gì? Uốn ngang phẳng. À. Thì hai thằng cũng cùng đồng thời tồn tại. Ví dụ như thằng này mà bằng không nè. Thì chỉ duy nhất có uống thôi, không có trượt. Chúng ta gọi là uống thần tí. Nha. Rồi. Vậy giờ vô. Khái niệm. Thanh chịu uống. Khi nào? Khi mà ít h không mới nói gọn. Ha. Vậy khi mà uống h không. Vậy khi mà ít h không. Có chuyện khác không rồi. Nó mới sinh ra câu chuyện là hình tí hay là ngang phẳng. Nha. Nha. Anh chỉ uống khi nào thì mới khác không? Chắc ăn là nó phải không hết nè. Đúng không? Để vậy luôn. Rồi. Còn ở đây chỉ thêm công nên làm thôi. Quy gì? Này quy gì? Không. Đó là câu chuyện chung à. Rồi. Cụ thể dường như những công trình mình thấy công trình này dầm kèo vui cọt thì kèo đúng ha à, hoặc là sẽ lửa đi qua mấy cái dàn nhiệt cái gói gàng những này nè đang sướng làm gì đó cong xuống là sướng là gì cong xuống mấy này cái gì hải ngoài chúng ta hay dùng từ gọi là quặng đúng không.
Ủa chờ mày hỏi gì chân này chơi tiếp đó nha. Tôi có lưu làm xong rồi tôi ngồi đợi, muốn ai hỏi gì là tôi đi tới 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 là xong rồi làm ơn đừng có nói mà không biết nha. Chúng tôi thấy F1, F2, F3 là chúng ta tưởng tượng này có một cái dàn có tiết diện này để quen không? Tắt ra nè, tiết diện hình thang nè. Thì rõ ràng hiện giờ nó đang chịu gì đó, một cái lực ngoại lực tào lao gì đó để ngoài đại đi. Ha. À, thì hiện giờ chúng ta nhớ là trong cái dàn này chúng ta phân biệt một câu chuyện trong tôi nhớ tôi. Có phải là hiện giờ cái thằng này đang chịu gì? Chịu uống. Đây. Trở lại. Đang chịu uống. Có phải hiện giờ xu hướng nó là gì đây? Chúng ta hình dung đâu. Nha. Đây cái cạnh này là cạnh này nè. Đây nè. Thì thằng này chịu uống. Thì mấy em tưởng tượng đây nè. Nguyên cái vùng dưới nè có xu hướng là những cái thớ này nó phải tét ra. Những cái phía trên này xuống. Những cái thớ trên này nó xuống ra bị dồn lại. Phải phía trên đây là chúng ta tạm gọi nó chịu gì á, chịu nén. Nhìn theo mặt cắt nha. Ở dưới đây chúng ta có chịu gì đó, chịu kéo. Thì có phải cái câu chuyện nén và kéo xảy ra? Chỉ cái lằn giữa này nè, chúng ta gọi là gì đó, đường trung hòa. Hay là cái thằng này nè, cái dài ra, đúng không, theo dục dục. Thì chúng ta gọi như cái mặt phẳng này, mặt phẳng này gọi là gì đó, mặt phẳng trung hòa. Tại sao? Trung hòa là gì? Là nơi không chịu kéo, cũng không nơi chịu gì, chịu nén, đúng không? Hay ngoài chúng ta hay dùng từ gọi là BBD đó, nếu thời hệ nào đó, nha. Có phải là hiện giờ là cái thằng này nè, nó trung hòa, nghĩa là sao? Nó phân chia hai vùng kéo và nén, nơi đó là sao? Không chịu kéo và cũng không chịu nén. Vậy nhớ tôi từ đây vì sao nhắc tới đường trung hòa? Vậy mấy anh hình dung ở trong đây đường trung hòa là không phải nó đi qua trọng tâm của cái hình thang nào, nhớ ha, đường trung hòa là nó đi qua trọng tâm. Vậy cuối cùng cái điểm mà giao giữa trục và đường trung hòa thì cái đường nguyên cái đường này nè đã đang chứa hết tất cả những cộng tâm, nếu mà chúng ta cắt những mặt phẳng song song nhau ha. À, rồi nhóm tôi cái đường trung hòa với mặt phẳng trung hòa. Rồi vậy hiện giờ còn mặt phẳng tay trọng là mặt chứa tải hai mặt phẳng quán tính chính trung tâm, nghe quen không, nghe từ quán tính chính trung tâm quen không, là mặt phẳng chứa trục thanh và một trục quán tính chính trung tâm ha. À, rồi giới hạn nghiên cứu dành có mắt cắt ngang ít chục một chục đối xứng, và chúng ta có gì đó thường cái này quen rồi, tới bữa nay là chúng ta nhìn vô là ít nhất có một chục đối xứng, thì chữ y chữ t hay là chữ nhật hay chữ tròn gì đó dùng từ nè ít nhất nha. Rồi mặt phẳng tải trọng nó trùng với mặt đối xứng của dàn, vậy là cái đường bằng phẳng đối xứng đường trung hòa nó cũng không nhất thiết đi qua trọng tâm không mày? Cái gì em? Nhưng mà phẳng đối xứng đường trung hòa của tiết diện là không nhất thiết qua trọng tâm phải không? Sao không đi qua trọng tâm được? À giờ đây vẫn đi qua trọng tâm hả? À. Tại sao? Anh thấy tự này không? Quan tính chính là trung tâm nè, thấy chưa? Thấy quan tính trung tâm không? Mà chúng ta nghe từ trung tâm là nó phải nằm ở đâu? Nhớ không? Nhớ là bài tập trong cái bài tiết diện rồi không? Nghe từ trung tâm là biết nó nằm ở đâu thì trọng tâm, đúng không? Rồi khái niệm phân loại uống, chúng ta có hai loại. Tại sao để ra hai cái loại này? Nấu rồi khi nào gọi là uống thường tí phẳng, khi nào gọi là uống ngang phẳng, nó phụ thuộc vào lực cắt quy y ha. Rồi vậy thường thường mình hay vẽ đâu có, mình có hai trường hợp đó, giống như trường hợp này trong cái gấp này nè,
Thế rõ ràng ghi khác không? Mỹ khác không? Mà trong cái group này thấy rõ ràng không? Mỹ khác không nhưng mũi gì sao đây? Mà không. Chỉ có phải là cái lô này là thằng tí. Còn cái lô này là gì? Ngang phẳng. Rồi. Vậy bắt đầu chúng ta sẽ vào quan sát phần tí trước. Dầm nè. Mở ít. Chỉ duy nhất có mở ít thôi. À. Chỉ duy nhất mở ít chắc ăn là thanh chịu phần tí. Nếu trên cái mặt phần nó tồn tại thành phần ứng lực moment mở ít hoặc mở y nếu chúng ta xét theo y. Nhưng mà tôi thường thường xét mở ít không à. Và hôm tôi giải thích tại sao mà chúng ta có lúc ít có lúc y là chúng ta có hai trường phái mà hai mặt phẳng thôi ha. À, nằm trong mặt phẳng vẫn tính chính trung tâm mới nói tải trọng gây gây uống là nằm trên trục thanh dung gốc trục thanh. Rồi vậy giờ nhìn ra thí nghiệm nè, giống như hiện giờ này nha, con chúng ta có những thằng này chúng ta tưởng tượng nó mặt cắt nó có những thớ dọc song song nha, giống như cầm đũa vậy đó, chúng ta bẻ một cái có phải tất cả những cái thằng này nó vẫn song song nha. Có nghĩa là sao? Những cái lớp vật liệu này nó không có hướng chạy qua trở lại. Mà bẻ xong rồi nó vẫn sao? Sao? Vậy khi đó nó mới tồn tại chỉ uống thực tí phẳng. Nãy chỉ uống thôi, vật liệu nó chỉ uống thôi. Chứ nó không có chịu gì khác. Thấy không? Vậy rõ ràng khi chúng ta bẻ như vậy nè. Thì chúng ta có những đại lượng tương quan trọng nhất là hai giờ ăn màu nè. À, rồi, vậy có phải là giờ chúng ta nói những cái đường song song này lại nhau nè. Theo hướng này nè, chúng ta sẽ giao lại trường C. Thì thường cái thường thường ở chỗ này thì chúng ta hay gọi là gì? Bán kính. Ha. À, rô. Rô. Nha. Rồi. Đó là hiện tượng thôi. Hiện tượng thì chúng ta thấy thôi. Ai thực tập lên phần mềm làm. Thấy rõ ràng không? Nắm bẻ. Bẻ theo hướng này. Nãy bẻ theo hướng kia, theo hướng này. Y như nè, chúng ta có cái hình... các bạn có phải hiện giờ nó ra hình rồi. Trong đây có câu chuyện này, chúng ta cắt là cái lớp này nè, phải là lớp trung hòa nãy nói rồi. Cái đường này là cái đường gì đây, trung hòa, vừa cắt một cái ha, vừa ra mặt phẳng này, lật lại lật cái mặt phẳng là hiện giờ nó đang nằm chung với mặt gì, mặt máy tính. Thì khi chúng ta vẽ có phải là ban đầu là cái đường trung hòa xong rồi nó cong lại thì nó ra cái đường này. Mà cái đường trung hòa ở đâu có? Đi qua trọng tâm, chúng ta tìm được trọng tâm ha. Nãy giờ nói từ trên dưới, nhớ từ hai chuyện thôi. Tại vì đó, moment tồn tại là moment mở ít. Thứ hai là gì? Có xuất hiện cái từ gọi là gì? Đường trung hòa ha. Rồi. Để thiết lập những mối quan hệ với nhau, chúng ta tưởng tượng ra đây. Nãy chúng ta có những thớ nhau ha. Giờ thay dựng nguyên khúc có chiều dài là chúng ta học khảo sát, chúng ta khảo sát còn đoạn nhỏ đi dắt thì chúng ta hay gọi là có gì đó DA đó, nguyên tiết diện không xét xét cái DA. Rồi chúng ta sẽ thiết lập cái công thức ha. Chúng ta có đi dắt. Rồi hiện giờ chúng ta nắm dặn cái. Nắm dặn cái nè. Có phải là từ AB giữ nguyên. Nó không giảm nhiều. Nhưng mà từ CC nó sẽ chạy vô một đoạn. Nó thành CC phải. Mấy anh mình dùng không? Nắm dặn cái. Uống. Còn cái thằng rô này nãy tôi nói rồi. Chúng ta giống mấy cái đường này kéo lại. Thì giao ở trên nó ra thằng rô. Là tử lai trên tôi nói đó. Bây giờ cái góc, nói chung này dây cung là cái góc mà chắn bởi dây cung này chúng ta gọi là gì? Đề phi. Vậy giờ chúng ta tìm mối quan hệ gì tỷ đó giữa chiều dài dây dắt và delta dây dắt ha. Vậy có phải là chúng ta có công thức này quen không? Chúng ta có thằng xét trong phần tử nhỏ thì chúng ta có epsilon bằng gì? Delta dây dắt chia cho dây dắt. Mà delta dây dắt thì bằng gì đây? À, cái này cũng có một đoạn nè, nắm kéo giãn ra có phải từ bằng lấy cc phải này trừ cho cd chia lại cho gì đó, dz ban đầu là gì? Cd
nè, còn này là gì, gốc nhân cho dây cung. Này thì chúng ta có cái cung này nè, thì bằng gốc chấm bởi dây cung nhân cho gì, bán kính. Vậy chúng ta sẽ có là gì đó, rô cộng cho y nhân cho d phi, này chúng ta có sơ phẩy d phẩy. Còn rô nhân cho d phi nè, rô nè nhân cho d phi nè là cái dz bằng đầu là cd đó. À, vậy cuối cùng thế tất tần tật hết ra cái đầu đơn giản, cuối cùng chúng ta có y trên rô. Vậy chúng ta có epsilon bằng gì đó, y chia chia rô. Vậy giờ mới hỏi y là cái gì vậy ta? Y này là cái thành phần diễn đâu xuất hiện. Y là cái phần đang xét, có phải từ ngay của cái điểm mà bất kỳ điểm nào đó mà chúng ta so với gì từ chung ngoài là khoảng cách cần tình cần xét. Y là khoảng cách cần xét ở dưới điểm so với đường chung ngoài. Thấy không? Vậy hiện giờ epsilon này chúng ta có gì đó, những dài tỷ đối nè giữa y và rồi. Rồi nhớ cho đây nha. Tiếp. Vậy khi chúng ta bẻ nè, có phải hiện giờ trên mặt cùng một mặt phẳng nè, giờ chúng ta có gắn tọa độ x, tọa độ y, 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 tọa độ x, tọa độ y. Vậy có phải hiện giờ một cái điểm BA nhỏ chịu bộ muốn sức ứng sức gì, ứng sức pháp, nó sai trục chết nè. Vậy giờ chúng ta hỏi ứng sức pháp này nè, bằng bao nhiêu mà mình biết rồi, ứng sức pháp bằng ơn nhân cho epsilon, mà thằng epsilon thì chúng ta có bằng y nhân rho, chúng ta thay vô cuối cùng này chúng ta biết rồi, bằng cách này biết rồi. Vậy giờ chúng ta hỏi này bằng bao nhiêu để chúng ta thay vô tư tính à. Rồi vậy giờ nhìn vô cũng vậy luôn, thay vì chúng ta xét nguyên một tiết diện A, giờ chúng ta xét một cái A, thì giờ cái thằng này nó đang xét ra một gì đó nội lực. Chúng ta đã biết rồi, theo mà nãy giờ chúng ta chỉ có một duy nhất thôi, còn tại ứng sức pháp là khi có nội dách, nhớ không, nội dách là cái câu chuyện này, câu chuyện kéo nén làm rồi không bàn. Vậy giờ chúng ta còn có mở ít thôi, mở ít hoặc là mở y. À, mở x khác không nè, mở y bằng không, mở không, nên cuối cùng thằng này bằng không, này bằng không. Và vậy giờ chúng ta sẽ tiếp tục là mở x, ai tiếp phần mở x, chúng ta có mở x thì bằng gì đây, bằng tích phân nguyên miền A y, đây y là khoảng cách nè, y là từ đây tới đây. À, da, da nhân y là ra moment rho từ phía trên á, xong rồi chúng ta sẽ khui ra thằng này nãy chúng ta có là gì đó, ơ chia này e e thế nguyên cục thì vô nè, nè thế nguyên cục thì vô, thì chúng ta có này, có phải là thằng này với này là hằng số không, mà tích phân nguyên miền A y bình phương da thấy quen không, này là gì đây, là ý hội bên tiết diện mặt cắt ngang á, chỉ có phải là bằng thằng này nhân rho như cho ý. Vậy cuối cùng chúng ta mới hỏi nãy giờ chúng ta đi tìm một nhân rho bằng đem này xuống, đem mở ít xuống, đẩy này lên, có nghĩa là một nhân rho bằng mở ít chia cho ít. Từ đây có một số đại lượng chúng ta cần biết, rho là bán tính công của thế trung hòa, nãy tôi nói rồi đó, chúng ta giống hai cái đường gặp nhau ở điểm trên, chúng ta có rho là bán tính công, mở ít thì nãy giờ nói rồi, nó là moment uống. À, ơ ít là gặp rồi luôn. À, cái là gì đây? Là độ cứng của dạch. Ơ là gì? Mô đun đồng hồ. Ít là gì? Moment quán tính theo trục ít. Vậy cuối cùng chúng ta thế nè, chúng ta thế thay cái biểu thức bán kính công và biểu thức ứng sức pháp, chúng ta có thằng này một trên gô bằng cái đống này nè. Nè, một trên gô bằng cái đống này. Vậy giờ chúng ta thấy hết tất tần tật vô này, chúng ta hỏi gì chứ, hiện giờ ứng sức cái bằng nhiêu. À, vậy có phải là hiện giờ chúng ta thấy nguyên cái đống này vô đây, vậy chúng ta có ứng sức bằng A nhân cho T chia rho. Vậy hiện giờ chúng ta mới nhìn nè, cái thằng rho này nè,
nè, một trên rô nè, thế này vô nè, thì cuối cùng chúng ta sẽ suy ra được ứng sức gì, ứng sức pháp bằng cái đóng bên này, được chưa? Chúng ta thấy quen không? Nếu bây giờ tôi không thích viết vậy, tôi thấy m x này giờ tôi không thích viết vậy, tôi đem y xuống đây, được không? Vậy giống như moment sáng không? Thì này chúng ta gọi là quy kép gì? Cái thằng này là gây ra moment gì? Moment uống. Vậy thằng này làm gì đó? Chống uống. Chúng ta nhìn vô đây nè, có phải là khả năng ứng xử vật liệu hiện giờ chúng ta đang muốn nói nè, chúng ta có mở ít thì nó là moment gì? Moment uống. Tìm ở đâu? Tìm ở trong dễ vi động lực. Còn với cái ít này giờ nè, có ít vậy, nãy giờ chúng ta thấy y nè, rồi có ít nè, ít nè, phải hai ngày thì mới đâu từ mà cắt ngang. Có nghĩa là ít và y nó sẽ phụ thuộc vào gì đó, vào tiết diện. Mỗi loại tiết diện chúng ta sẽ có ít khác nhau, y khác nhau. Nhưng mà nội lực sinh ra giải phẫu nội lực cùng nội lực ha, nhưng mà hai này khác nhau thì cái thằng khả năng ứng xử của này lại đây khác nhau. Vậy hiện giờ chúng ta có thằng này thuận tiện, tại chúng ta có, tại sao có cộng trừ, tại vì ông cứu nội này nó có thể là đây là đường trung hòa, nó y nè, dụ như vợ ta tính y ở chỗ này, tao thích ta tính y trên đây được không, điểm này được không, được. Vậy phía trên này phải dương không, phía dưới thì phải âm không, vì ông cốt nội này vừa có thể âm vừa có thể dương thì đương nhiên thằng này phải có thể cộng cộng hoặc trừ nha. Rồi vậy hiện giờ nè, chúng ta nhớ nè, nếu mà ra dấu trừ ra dấu cộng thì chúng ta hai dùng, tại sao nãy chúng ta nói đường trung hòa phi chia ra hai dùng, dùng kéo và dùng nén. Vậy giờ phần nào bằng nén thì chúng ta mang dấu gì, dấu trừ phần này dùng, mang dấu cộng thì chương dương thì chúng ta mang dấu gì, dấu cộng. Thì từ câu chuyện đó nó mới đẻ ra chuyện này. Vậy từ chỗ này chúng ta suy luôn nè. Vậy vậy nè, vậy giờ chúng ta muốn tìm được này maximum, có phải hiện giờ y là maximum, y maximum nằm đâu, có phải nằm ngay trên biên này đúng không? Nãy nói rồi, y là gì, khoảng cách cái điểm cần xét so với đường trung hòa đây, có nghĩa là chúng ta có vô số điểm, nhưng mà những điểm biên ở biên nè, có phải là hiện giờ y bằng nhất không, giả đâu thấp nhất nằm lên đường trung hòa. Vậy khi mà y mà điểm ra xét trên đường trung hòa luôn, có phải là sao, bằng không, bằng không thì phú nổi này bằng không, ứng sức pháp bằng không. Bởi sức pháp bằng không được nghĩa là chỗ đó là sao, không có ứng sức, mà nó không có ứng sức là nó không có ứng xử. Vậy có phải quay lại câu chuyện nãy chúng ta nói đường trung hòa là đường gì, không xảy ra trường hợp gì, kén và nén. Mà đường trung hòa nó không xảy ra trường hợp kén và nén thì nơi nó đâu có ứng xử, tại vì nó không có chuyện gì để xảy ra để nó xảy ra sinh ứng xử, thì nó không có chuyện gì xảy ra hết. Thì rõ ràng hiện giờ nè, vậy khi chúng ta ứng xử lớn nhất ở đâu, ở ngoài biên, khi cái y này sao bự nhất, vậy cái y này bự nhất phải, trong trường hợp này ví dụ như cạnh này là gì đây, hắt đi, thì có phải y lớn nhất là như là bao nhiêu, hắt chi hai đúng không? Rồi vậy đây chỗ này nãy giờ nói nè, nè các điểm càng xa đường trung hòa thì chỉ trường lớn sức pháp càng lớn, cái này đâu có gì đâu có hiểu nè. Nè, đây là đường trung hòa mà các điểm dạt dạt vậy, khi chơi này ba y này càng lớn, y này càng tăng, thằng này với này không đổi rồi, đây tiết diện hình chủ vật là ít bằng nhiên, mở ít là chúng ta biết là danh giờ lấy mở ít bự nhất trong đó đem ra rồi, thì giờ chúng ta có ứng sức nè, ứng sức sinh ra, có phải giờ phụ thuộc vậy không, y là y càng chạy về xa đường trung hòa là cái đoạn này càng gia tăng thì thằng này phải tăng thôi đúng không? Vậy câu này đầu tiên nè, các điểm càng xa đường trung hòa thì ứng sức pháp càng lớn, các điểm nằm trên đường hòa thì có nó không mới nói gọt, các điểm nằm trên đường trung hòa song song với đường trung hòa thì có bằng số, thì đương nhiên đó nè, song song với đường trung hòa này đó, ví dụ như giờ lấy điểm này đi đó, cho từ đây vô đây nhiêu biết ra con số, ra con số, vậy nãy chúng ta biết là thằng này là con số, thằng này con số, này ra con số, vậy tính được nào, được, vậy nó ra một con số, vậy lúc nào nó cũng là một hàng số. Vậy khi chúng ta có một câu chuyện như vậy thì chúng ta thấy quan trọng với chuyện gì đó, có phải hiện giờ nè cái thằng ứng sức pháp này nè nó phụ thuộc vào y, hay là dễ hiểu là chúng ta là cái hàm này hàm bậc mấy, hàm bậc nhất, tại sao mà ít y ít này lúc nào nó cũng là gì hàm số rồi, vì y này trang chạy ô chúng ta tìm vô số y luôn thì chúng ta có vô số cái thằng của nội luôn. Vậy có phải y hiện giờ mà không có nhìn bậc một,
thì chú nhớ nè, khi mà nó chạy gì rồi có nghĩa là có sự biến thiên, mà sự biến thiên vậy rồi nó sẽ là sao đây? Nó sao? Nó có vẻ đó, vẽ vào quý ước nè. Biểu đồ xuất phát ra biểu đồ đi qua thẳng góc rồi ha, đánh dấu cộng bị phần kéo, đánh dấu trừ bị phần nén ha, nhớ chỗ này ha. Đây ví dụ như này, ta đang biểu diễn nè, đây biểu diễn cái hình này khó ha, hình này cái chuyện tròn, cái hình này cái diện căng ha, cái diện hình cái tim gì đó sẵn hai bên gì đó vẽ được vẽ được. Rồi vậy sao vô đây nhìn sơ qua này, cụ thể một cái diện hình chủ nhật, hồi nãy là mình nói với chị chung chung, bây giờ mình nói cụ thể cho một cái diện hình chữ chủ nhật.
cái thằng mặt cắt này nè, chúng ta đang làm gì đó? Chúng ta đang có sigma nè, có phải là công thức không? MX này chia cho X nè, thằng này bự nhất, có phải hiện giờ chúng ta đang tính đây bự nhất không? Có phải là nãy tôi nói rồi, đoạn này từ đây đây là H, thì thằng đường này là đường trung hòa, đường đi qua trung tâm nè. Vậy giờ thằng Y này phải bự nhất không? Là bao nhiêu? H chia 2. Y là nhiêu? BH mũ 3 chia 12. Vậy cuối cùng chúng ta đem này xuống đây nè, vậy có phải hiện giờ là phải Y chia cho H chia 2 không? Mà H mũ 3 chia 12 chia cho H chia 2 thì sẽ là B bình phương chia 6. Được chưa? Ôi xin lỗi bạn. Ừ đúng rồi. Đúng rồi, BH mũ 3 chia 12 là B BH bình phương chia 6. Vậy chúng ta có BH bình phương chia 6 thì chúng ta 2 vô thôi. Ha. MX thì giữ nguyên, MX thì chúng ta tìm nội lực cho trong biểu đồ chúng ta lấy ra. Vậy giờ VKX đối với trong đây chúng ta có một lọc để tính. Chúng ta nhớ không? MX nè. Chúng ta có hai định lượng, một cái là MX, một cái gì? VKX. À. Vậy giờ nè, chúng ta nhìn nè. Chúng ta lính ở đây đầu này nè, chúng ta tính được cái sức ấn sức gì bự nhất. Sức bự nhất. À. Khi nào? Khi bằng nhiêu? Bằng H chia 2. Đây cũng bằng H chia 2. Thì nó mang tính đất đối xứng nè. Và khi mà thằng Y này nghe đường trung hòa nè, thì thằng này bằng 0. Đây 0. Nghe nha. Ở gần khi chúng ta bẻ vậy nè. Vai hiện giờ xuống thằng này đang gì nè. Giãn ra. Thằng này chịu gì? Kéo. Thì đang chịu gì? Thì ném. Thì chúng ta ghi ký hiệu vô để chúng ta biết hiện giờ đang dùng này dùng ứng sức gì, ứng sức nén, nửa ứng sức gì, ứng sức kéo. Còn tất cả những thằng này tính sao thì tôi đã nói rồi, về cái biết thì chúng ta bằng gì đó, bằng ý ghi cho nhiêu chứ y y bận nhất ha. À. Rồi, tương tự thằng bên đây cũng vậy luôn ha. À, chúng ta cũng tính thấy không, hồi nãy trên mặt kia nó đối xứng thì cái thằng quỷ nè với thằng này nó giống nhau, nhưng mà hiện giờ hai thằng này không đối xứng nên thằng này với này không giống nhau, phụ thuộc giữa y kéo và y nén. Thằng nào y nào bự nhất thì thằng đó sao bự nhất. Thế đoạn này không phải là hiện giờ nè, đừng chúng ta có cái hình chữ T nè, chúng ta tính được trọng tâm không? Được. Có phải từ đây đây là dài không? Dù như đang đang điểm biên đây nè, cái điểm biên này nè. Có phải điểm biên này y này nè. Y này nè, ngắn hơn. Mà y ngắn hơn, thế vô đây y đấy. À, thằng y này là không đổi rồi. Mà y này ngắn hơn thì đương nhiên này nó phải ngắn hơn. À. Trong trường hợp chúng ta nhận xuống như vậy thì thằng này đang chịu gì? Kéo. À. Kéo thằng này ăn chịu gì? Chịu nén. Mà chúng ta thấy đoạn này dài hơn nè, nên thằng sigma này sigma nó trong trường hợp kéo đoạn. Cái thằng này tới này nè, đoạn này nè ngắn hơn, nên chúng ta trong trường hợp này là min ha. Trong trường hợp gì? Trong trường hợp gì? Trong trường hợp nén. Rồi ha. Còn chuyện mà tính y này sao, moment quán tính đối với trục x của cái hình này làm g ha, là bài tập gộp g luôn, cũng vậy luôn. Chúng ta cũng có ba điều kiện cơ bản luôn nè, chúng ta chỉ có bằng gì đây, bởi gì gì đây, gì cho về cái x. Vậy hiện giờ chúng ta cũng có ba bài toán cơ bản rồi. Một là chúng ta xác định bền, vậy hiện giờ chúng ta tính này nhỏ sao phép thì chúng ta coi nó bền. Hai là chúng ta coi tính tải, tải là chúng ta đang giữ mỹ, đúng không? Giữ mỹ này nhỏ hơn bằng sức cho phép nè. Đây là muốn đóng nhiêu vuông gì cũng được. À, giờ hiện giờ đang đi tìm tải này thì thấy gì đó,
M x nhỏ hơn bằng V kép x nhân ra cho phép. Đấy nè, M x nhỏ hơn bằng nè, V kép nè, nhân cho phép. Hoặc là chúng ta sao đây? Đi tìm gì đó. Xác định mặt cắt ngang, mà chúng ta thấy là mặt cắt ngang đại diện nó là gì đó? Chấm u. Và trong đây có bao gồm cái gì đó? Y x và y. Vậy muốn đi tìm V kép x này có phải là hiện giờ chúng ta giữ nó? Chúng ta hãy lên, em này xuống, phải là V kép. X nó sẽ lớn bằng M x chia cho gì đây? Cho phép em Mỹ chia chia cho phép đây ha. Vậy nhớ nè, trong trường hợp uống đường tí thì chúng ta có tồn tại duy nhất một thằng gì ha, Mỹ thôi. Rồi đây uống ngang phẳng, uống ngang phẳng thì sao đây, nó tồn tại hai chuyện. Thứ nhất là gì? Chắc ăn là nó có ứng xuất phát. Tại sao? Mỹ khó khác không? Mới khảo sát trên rồi. Giờ nó đẻ thêm thằng gì đó quy y. Mà quy y mà nó trượt trên bề mặt. Mà trượt trên bề mặt thì chúng ta xin ứng xuất gì đó? Ứng xuất tiếp. Nha. Ứng xuất pháp thì tính ra được công thức từ nãy giờ thiết lập y như trên nó. Dễ được ứng xuất tiếp pháp. Vậy giờ chúng ta chỉ còn ứng xuất gì thôi? Ứng xuất tiếp thôi. Nha. Giữ ứng xuất tiếp có tính bằng cách nào? Tôi sẽ... giảm lại này nha. Rồi mà anh đọc sơ cái lại này rồi chiêm nghiệm những từ này xong đi gửi tôi sẽ giải thích ha. Chúng ta sẽ thấy cân cấn chỗ nào, cân cấn chỗ này nè, cân cấn chỗ này chứ quy y thì đâu trong biểu đồ quy y rồi, y ít thì trong đâu, trong mặt khác rồi, mô men quán tính chụp ít hai này không gì bàn, thấy chưa? Biểu đồ cân cấn chỗ này đúng chưa? Vậy thằng y ít đi c này là gì? Là mô men tĩnh của phần diện tích bị cắt. Ví dụ chúng ta có mô hình chủ nhật thì cái đường này đường trung hòa nãy giờ nó nói rồi, vậy trên đây là h chia hai với h chia hai, được chưa?
mà mình hồi xưa mình học á, mình nhớ mình có ít ít thì bằng gì đó, mình tỉnh bằng gì, à diện tích mặt cái ngang nhân cái gì đó thì nhớ thì là gì rồi trung tâm IC đó, hai này nhân nhau ra này, hay là IC bằng S ít chữ A đó. À, những công thức của hồi xưa và bên tiết diện. Vậy giờ muốn được tìm được ông có nợ này thì phải tìm cho được này. Vậy giờ nè, Adit là gì? Bỏ phần C đi, là moment tỉnh. C là gì? Là phần diện tích bị cắt. Vậy giờ chúng ta phải xác định được phần diện tích bị cắt là C, thì chúng ta phải tìm được Adit Adit C. Mà giờ nói là chúng ta có AC thì chúng ta sẽ tìm được tọa độ trọng tâm của AC. Vì đó chúng ta sẽ lấy gì? Hai đó. Mình phải tìm được ở đích gì? C. Vậy nguyên cái móng chốt của ba câu chuyện này là nó đang nói gì? Phải tìm cho được gì đó? AC. Không tìm được AC là không làm được gì hết. À. Vì cách tìm AC là làm sao? Mình tập trong câu chuyện nó thấy nhiều thứ trong đó. À. Chúng ta nhớ anh chị nè. Ví dụ như điểm thần kinh nước sức đi, điểm này. Cả những điểm này giống nhau, giống đều giống như đường trung hòa là bằng y hết nè. Chị nhớ nè, chúng ta nghe điểm kinh nước sức, chúng ta kẻ một cái đường song song với bên ngoài. À, từ đó đổ ra bên ngoài thì chúng ta gọi là gì đó? AC. Nhớ. Vậy cái AC này sẽ tùy gì? Tùy điều diễn tiết diễn. Và tùy câu chuyện thì chúng ta đã được gì? AC. À, giờ AC là chúng ta có, và khi có được AC thì chúng ta tìm được B, BC. BC là chiều rộng của mặt cắt ngang tại điểm tính sức. Ví dụ như tìm đứng sức điểm này đi, cái kẻ một đằng ngang song song với đường trung hòa đối với bên ngoài, được chưa? Và với phần là phần gì? Phần AC. Vậy giờ có AC tìm được trọng tâm của AC không? Vậy năm đấy gì nữa? À, mà từ đây với vô đây nè, nghe kỹ nè, đây đây nè, chúng ta gọi là gì? IC của AC đối với đường trung hòa tạm gọi là gì? Y. Được không? Vì chúng ta sẽ tìm được IC. IC nè, nhân cho A, AC. Nhớ ha. Còn BC thì nó bằng B rồi. Chiều rộng của AC nè, bằng B. Bằng B, C, B, bằng B. Vậy phần này khó nhất là gì? Là chúng ta tìm cho được gì đó? Tính với C. Thank you.
Rồi, ông này hỏi thắc mắc gì hết, chị dứt tiếp. À, vậy cụ thể đối với hình chữ nhật thì chúng ta sẽ tính sao? Đối trường hợp ATC, tôi đã ví dụ rồi. À, rõ ràng chúng ta nè, xác định nè. D, ATC là nãy tôi chỉ rồi đó. Có phải hiện giờ chúng ta có H trên 2 cộng Y. Nè H chia 2 nè. Đoạn này nè. Phần này là A. Giờ đoạn này mới ăn tính sao? Và anh coi tính nhiêu? IC của bạn AC nè. Nhiêu? Đâu hết rồi? Dạ nghe đây. Đoạn này tính bằng nhiêu? Tính sức H chia 2 trừ Y rồi chia 2 lệnh hả? Ừ. Có phải là cục này không? Được chưa? Dạ đúng rồi. Vậy giờ diện tích của hình này tính sao? AC nè. B nhân H chia 2 trừ Y. Chia 2. Thì cuối cùng chúng ta tìm được cái tiếp gì? Đi xe, chưa? Thì... Thấy vô? Thấy vô công thức nãy. Quy là tìm trong biểu đồ năng lực. Còn ở thằng gì ta? BC thì bằng B. Nha. Rồi. Giờ tiếp. Giờ trong trường hợp bài này. Bài này. Tính sao? Tính thằng này. Vì hiện giờ chúng ta có cách giống như đây. Đâu? Có phải hiện giờ chúng ta ở trí C đã rít của cái hình bị cắt nè bằng tổng diện tích, ủa xin lỗi, bằng cái moment tĩnh của nguyên cái đoạn bự này nè trừ cho cục nhỏ này. Là moment tĩnh nữa trên thì moment tĩnh dưới là nhau. Là chúng ta có ở trí như cái cục ở trí này nè, của nguyên tĩnh chung nè, chúng ta trừ cho cái cục nhỏ nè thì nó sẽ là như 1/2. Tại vì diện tích của này y nhân cho nhiêu? Nè, cái này là A nè. A là bằng y nè, nhân cho d nè. Được chưa? Nhân cho nhiêu? D chia 2. Từ đây tới đây so với đường đi qua là y chia 2. Ủa xin lỗi. Đây chia 2. Vậy có phải y nhân d nhân y chia 2? Có phải là phải y bình phương nhân d chia 2 không? Y bình phương d chia 2. Chỉ có thể là moment tĩnh của hình bự trừ cho hình nhỏ thì chúng ta ra được x gì? C. Còn moment tĩnh của nguyên cái hình bự này bằng nhiêu? Tính được không?
Tính được không? Được. Tại vì nó làm rồi bên tiếng Việt nó cắt ngang rồi. À. Hiện giờ chúng ta có quy định trên gì vậy? D ngang cho D thế vô nè. Thế hết chúng ta có này nè. Rút ra được biểu thức. Nhớ. Chúng ta có D trừ 1 bằng 2D bằng Y. Hiện giờ chúng ta có hai cái giá trị. Một giá trị là tại Y bằng 0 này trên đường trung hòa. Thì nó bằng cục này. Được chưa? Giờ tại Y bằng nhiêu? H chia 2. Thế bằng H chia 2 vô tính ra được cái cục này. Nhớ nha. Rồi tiếp. Vậy thì đối với hình này, hình chữ này chữ gì đâu quên này ta, chữ Y. Phải là hiện giờ chúng ta vẽ đưa đầu của sức gì, sức tiếp Y như sức phát. Chúng ta cũng tính được gì? Một điểm ở đây, một điểm ở đây, một điểm ở đây, đứng ở đây, một điểm ngay đâu trung hòa. Một hai à. Qua cái hình này nó đối xứng, vẽ nghiêng cái thằng trên thì vẽ được phần dưới nào, một hai ba, thấy chưa? Vẽ nguyên cái cục trên để đối xứng vào cục này. À. Rồi phần uốn ngang phẳng thì chúng ta điều kiện đó, điều kiện bền thì nó cũng y chang như bài toán ba, bài toán cơ bản. Và chỗ này tôi nói thêm chỗ này. Để chúng ta nhớ một chuyện nè, nếu mà chúng ta sau này theo thiết bền á, mà người ta nói thiết bền ba thì nhớ nè, thiết bền ba thì chúng ta chia cho nhiêu? Bằng bốn. Mà thiết bền bốn thì chúng ta chia cho nhiêu? Bằng ba. Tại vì căn này thiết bền ba chia cho căn bốn thì căn bốn có phải là hiện giờ là hai không? Nè, sigma cho phép bằng hai. Có nghĩa là sao? Khi người ta cho ứng sức cho phép, mà hiện giờ đối với trường hợp uống mình có hai ứng sức cho phép, một ứng sức cho phép gì pháp và một ứng sức cho phép gì tiếp. Vậy giờ cho một trong hai đã si được cái kia, dụ như cho được này si được này, này si được này, tham quan này. Còn ví dụ như người ta không nói gì hết thì muốn dùng thiết nào thiết chưa, mình muốn chia căn ba hay chia căn hai gì, ôi si căn bốn chia căn hai gì tiền. Còn ví dụ như người ta nói tới, ta cần nó tới, mấy anh hãy tính theo thiết bậc ba thì mình phải chia cho nhiêu, tầm bốn ha, nhớ nhiều ha. Đó là mối quan hệ như vậy, ứng sức tiếp dẫn sức gì, ứng sức pháp. Rồi ví dụ cũng vậy luôn. Ví dụ người ta cho cái dặn vậy, rồi ta cho hai lần vậy, giờ người ta thằng này như giờ trong đây người ta kêu gì dễ biểu đồ ứng sức pháp ứng lực, hay là dễ biểu đồ lực đó. Cho cái dàn gác về động lực, hiện giờ chúng ta có mấy đoạn, một đoạn, hai đoạn và ba đoạn. Vậy hiện giờ chúng ta vẽ được biểu đồ động lực không? Được. Để cơ xác định ứng sức pháp cực đại, ứng sức pháp cực đại nè. Phải hiện giờ mình bằng ít thôi. Ít chơi gì? Ít nhưng chơi gì? Nhưng chơi y. Y nhiều hay mắc không? Mà trong trường hợp hình chủ nhật này nè thì đường trung hòa đi qua. Vậy y mắc bằng nhiêu? Phải 250 chia 2 không? Mà cái ít này là bằng nhiêu? Này là hình diện chủ nhật về BH mũ 3 trên 12. Vậy tính được hai này không? Được. Còn mấy ít này đâu ra? Mấy ít mắc lấy đâu? Lấy trong biểu đồ nội lực con này gì á? Thì chúng ta tính xác định ứng sức gì? Ứng sức pháp. Còn kiểm tra điều kiện của bay biển bền của dặn thì cho ứng sức pháp này cho nhiêu? Thì giờ mình có ứng sức này mà. Mình lấy mình có này rồi, mình có này, mình có này rồi. Giờ mình nhìn vô coi hiện giờ mà nó nhỏ hơn này thì đã bền, không nhỏ thì không bền. Nha. Đây. Nhìn nè, đó chúng ta cắt xong rồi chúng ta vẽ ra được biểu đồ giống vậy. Tôi không nói dùng vẽ biểu đồ nữa. À, có một cái hình là chúng ta vẽ biểu đồ quy y, biểu đồ mở ít là chắc này. Vậy giờ vẽ được như quy ra vậy, mở ít ra vậy, có phải hiện giờ chúng ta nhìn vô mở ít nè, bự nhất phải 50 không? Đúng không? 50. Vì cái ít nào không thích viết vậy, viết như tôi viết được. Ha, để chúng ta có ít, viết cho nhiều. Viết cho y. Đó, làm tính làm vậy. Còn không lâu này vô phá đám này mình cũng vậy luôn. Nãy chứng minh rồi, chúng ta một đá BH 3 2 BH bình thường đó. À, chúng ta có này bự nhất 50, cái 50 vô. Tại nó đơn vị mét. À, cái thằng mà cắt cho cái gì? Cho mây ly. À, tại vì này nhìn ở đây nè, nó dưới như y nè. Dưới con lợi y nè,
Mày giờ sigma cho bao nhiêu? Centi, vậy giờ quy định về gì hết? Về centi hết. Ha, à, nên chúng ta đổi ra. Rồi, chúng ta bấm cực cực hồi cuối cùng chúng ta sẽ ra mắt bằng nhiêu đây. Và chúng ta có 6 mà thầy cho phép bao nhiêu? Có 1,5 thì cuối cùng bền không? Bền. Dành thỏa mãn cũng bền. Ha. À. Rồi, ai thắc mắc gì bài tập không? Nói đi. Tôi nói rồi, tới giờ phút này đứa nào không không biết dễ ra bị nội lực. Bây giờ nó làm không bài tập rồi, nó vô tới dòng trong là chết chắc. Ha. À. Giờ chúng ta chỉ còn nhận dạng mà quốc thôi chứ không có còn mà ở phải vô mà ở cho xong mình ở cắt đoạn này cái vẽ được đoạn này cắt đoạn này vẽ này cắt đoạn này vẽ này không có nữa nha. Chúng ta có cái này là chúng ta phải có hai hình này, có hai hình này chúng ta phải xét tiếp những điều kiện nha. Alo thầy ơi, thầy cho em hỏi cái line số 32 á thầy. Line 32. Line 32 là line nào cô? Anh trai, line nào? À, dạ trong đó luôn á thầy, nhưng mà thứ 32. 32 á, à. Này Phong. Dạ dạ. Của 32 trên chứ. Này Phong. Dạ, mà... Phong. IC của mình là ví dụ như mình tính từ đường Trung Hòa trở xuống là cái là mình chọn là chiều dương phải không thầy? IC là sao ta? Nói lại ai? Mình tính từ đường Trung Hòa trở xuống là cái này là mình theo là chọn là chiều dương thầy, IC dương thầy. Mình không biết, phụ thuộc vào cái hiện giờ cái chiều của moment đó. Ví dụ như này đi em nè. Mà ít nè. Bây giờ em thấy hiện giờ nó đang bẻ cái cong thanh này phải cong vậy không? Dạ. Vậy phía trên này đang gì đây? Kéo, phía trên này đang gì? Nén. Vậy thì dương là dùng gì? Dùng kéo, nén là dùng gì? Dùng âm. Hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Nó phụ thuộc vào gì biết không? Moment. Đúng rồi, moment. Dạ, yeah, cảm ơn thầy.
Bài thứ hai cũng vậy luôn. Bài thứ nhất là người ta xét điều kiện gì? Điều kiện bền. Bài toán thứ nhất. Bài toán thứ hai là người ta cho dầm y chịu tải gì đó. À, cho dầm này chắc ăn là bay vô dễ chịu động lực. À, nhắc à, đi thi bao giờ cũng có câu này chứ. Vô là có một thằng dầm chưa dễ với động lực. Như vậy là chắc ăn là phải coi suy ra được quỹ đồ này. Khỏi bàn. À, dễ được quỹ đồ quỹ y. Để quỹ đồ M gì? Y. Vậy giờ nhìn vô đây thấy gỡ ra M ít mắc bằng nhiêu? 6, 7, 7, 7, 8. Có ai hỏi mà mắc nãy đâu ra không? Hỏi luôn đi. Trả lời luôn. Nó đâu ra thì dễ bị độ đó nghe chứ đâu lấy đâu hàm mà sao mà chúng ta tính ra cái đó là cái cực trị của cái thằng này nè nè tại quy bằng không nè bự nhất có phải là 67,6 không đây nè. Rồi. Vậy hiện giờ cái bài toán có đặt ra nè. Chúng ta đang đi tìm gì đấy? Tìm tiết diện. Có phải giữ lại nào? Đẩy lên, đẩy này xuống. Mà mắt hồi nãy có rồi. Đây, nhiêu đây? Được phép nhiêu đây? Vậy cuối cùng chúng ta tính được quy kép nhiêu đây? Đó. Rồi. Khi mà chúng ta tính được quy kép nhiêu đây, quay lại cái chuyện mà cho bạn nha. Cho bạn quay lưu dụng cho bạn. Nhớ cột nào. Thế tôi chiếu vậy ta. Mấy cọc kia chơi hết rồi còn cọc này nhớ không? Nhớ rồi. Đó. Chúng ta tính xong rồi chúng ta mới gà con nào gần nhất lớn hơn thì chúng ta chọn. Ví dụ như trong trường hợp bài này đi, chúng ta bây giờ ta cho nhiêu? Tính ra nhiêu là mục tiêu của ta? Tính ra là 422,5 được chưa? 422,5. Vậy giờ coi giờ 422,5 có phải là bự hơn là nhiêu 472 không? Vậy nó là y nhiêu y 30 được chưa? Vậy chúng ta chọn được y gì đây? Y 30 ha. Rồi tương tự là chúng ta có ba bài toán cơ bản. Thứ nhất là gì? Bền. Thứ hai là gì? Cắt. Thứ ba là gì? Tình trái chậm. Chẳng qua chúng ta giữ một thay đổi là chuyển thôi. Nha. Rồi. Bữa nay chúng ta nhớ một chuyện là chúng ta có hai thứ. Bốn thường tí. Bốn ngang phẳng. Bốn thường tí thì chỉ có duy nhất thì ấn xuất phát thôi. Bốn ngang phẳng thì có gì? Ấn xuất phát. Và ấn xuất gì? Ấn xuất tiếp. Ấn xuất pháp và ấn xuất tiếp cách tính nãy giờ chỉ rồi.
nó cũng vậy luôn, nó có ba bài toán cơ bản luôn. Đối với ứng xuất pháp có bài toán cơ bản, ứng xuất tiếp có ba bài toán cơ bản. Và bài toán cơ bản là bài toán gì, tìm gì, tìm bền, tìm tiết diện và tìm gì tải. Nha, nơi dư sẵn với gì cho nên coi là rồi bữa sau mình sẽ làm tiếp phần chuyển vị của dòng chữ uống. Phần này phần khó, nhắc lại chuyển vị dòng chữ uống là phần khó nha. Nên tôi chừa cái cục nhân lại, tôi sẽ nói ít nhất là phải 2 buổi. Rồi bắt đầu từ đây chúng ta bắt đầu chạy deadline cho chương trình bài tập sáng. Xong rồi chúng ta sẽ xoay qua uống, chúng ta chạy deadline cho chương trình gì uống. Rồi là chuẩn bị chúng ta sẽ xong rồi đó nha. Và tổng hợp hết tất cả là chúng ta thi cuối kỳ được rồi đó. Thì bữa nay mình nghỉ ở đây đi nha. Bữa sau mình sẽ làm tiếp phần của chuyện gì. Thì các anh hãy coi giùm tôi nhớ là ứng xuất pháp diễn tiếp của Nhật nha. Ai thắc mắc gì thì hỏi vậy đó nha. Bữa nay thì nghe thôi nha. Coi được không? Không rồi. Rồi. Ok rồi. Nghe cho em hỏi cái bài đọc đầu tiên mà mới vô thì cho em làm thầy. Cho em hỏi tổ tính. Cái nào? Cái bài tập đầu giờ vô thầy kêu cho em là bài tập biểu đồ xoắn này. Rồi sao em? Cho em hỏi chỗ tính tính omega này. Chút 30 omega này. Này hả? Dạ. Lập lửng thôi, có gì đâu. Đâu sao em chưa hiểu đó. Hả? Em chưa hiểu khúc đó lắm. Bây giờ nè. Bây giờ nè, mình có vận tốc một vòng omega. Vậy giờ hiện giờ mình đi một hết một vòng này nè. Một vòng. Được không? Omega là chúng ta đi hết một vòng. Được chưa? Vậy dạ. Là mấy bi? Hai bi. Dạ. Vậy giờ mới hỏi nè. Vậy chứ hiện giờ nè, thằng này giờ chẳng qua là chúng ta quy đổi thôi, chứ có gì đâu. Quy đổi sao? Cái công thức từ bên cơ hộp máy phải không thầy? Nó là bên cơ hộp máy. Bên cơ hộp máy là chuyện bên cơ lý thuyết cũng có nữa. Ủa số 30 đã quy đổi rồi. Vậy. 2 bi nhân n chia 60 không ạ? 2 bi nhân n chia 60. Dạ dạ dạ. Sáu mươi là biết gì không? Sáu mươi giây. Là một phút đỡ ra nhiêu? 60 giây. Nhiều không? 30 tại vì 20, 60 này đơn giản giống nọ này rồi nè. Hiểu không? Dạ hiểu. Em cảm ơn nè. Ừ. Cho em hỏi cái Mmat đầu tiên sao mình không chọn cái lớn hơn trong cái đề này, mình tính ra cái số kia lớn hơn mà. Nói lại sao không hiểu? Dạ là mình tính ra được M1 là 382. Nó lớn hơn 343, sao mình không chọn cái đó này? Thì anh chọn gì chỉ lớn nhất theo từng chục, chục nào mà nào bấm thì anh lấy thôi cái đó.
Điếm vậy ta, sao không thể phản hồi với chuyện vậy? Dạ, không hề ơi. Vậy? Em hiểu cho đó. Tại tại vì cái chỗ mở má thứ hai á, thì mình tính ra cái nào lớn mình chọn. Rồi. Còn cái thứ nhất tính ra cái M1 nó lớn hơn là cái trong mà mình vẽ cái chỗ biểu đồ thì sao mình không chọn cái lớn đó. Ủa biểu đồ của hai cái trục khác nhau mà, chứ phải cùng một trục đâu. Nè đang tính cho trục 1 thì lấy bự nhất của trục 1, đang tính cho trục 2 lấy bự nhất của trục 2, chứ sao lấy trục này chơi trục kia được. Ý dạ. Là sao không hiểu luôn á, hồi hai đứa mình hết hiểu rồi đó. Nó lại ai em là cái trục 1 á, mình tính ra được cái M1 nó lớn hơn trục 1, rồi tính ra M1 à, M1 là 382 nè, còn trong cái biểu đồ mình là có 343. Là trục 1 có phần âm đi xuống rồi. 1 này trong trục 1 nè, bự nhất là cha 343. Rồi sao ý em nói là sao? Ý em là người thiệt kéo xuống M1. Cái đống này nè, mình tính được M1. Cái đống này là mình tính M1, 12, 13 này là ngoại lực. Nè em nói lại cho mấy anh đại trai nghe nè, cái này là ngoại lực. Còn cái này là gì? Nội lực. Mà anh tìm được ngoại lực này thông qua ngoại lực là anh phải làm sao? Anh gắn cái ngoại lực này lên đây trên đây nè, trên cái trục này nè, rồi anh mới vẽ, anh cắt ra từng đoạn như hướng ra tôi chỉ cho, anh mới vẽ được cái đoạn nội lực này, vẽ được cái đoạn nội lực này, anh nhìn vô trong cái đoạn nội lực nào gì nè, có thấy được phải thằng này bự nhất không? Dạ. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ dạ. Có nghĩa là cái M đó không có liên quan gì cái này hết trơn á. Có nghĩa là M đó là ngoại lực. Xong có ngoại lực chúng ta mới vẽ được gì? Nội lực. Mà có nội lực thì giờ chúng ta so sánh những nội lực này nào lớn nhất thì mày bé mày bự nhất không? Dạ. Rồi hiểu chưa? Dạ rồi. Rồi. Nãy giờ không hiểu nó nói gì. Vậy giờ tóm lại là sao? Gắn cái M lên đây nè. M7 nè, M16 nè, M2 nè, M5 nè. Rồi xong làm gì đó? Làm gì? Cắt ra. Vẽ 4 đoạn. 1, 2, 3, 4. Xong rồi đi tìm 347, 340, 286. Nè, tôi nói ha, sức bền là về phải gắn số vô ngồi vẽ nha. Giờ mà mắt không có ra số đâu, phía trước nha. Ý chưa? Dạ rồi, thế rồi, rồi thì về lấy bài tập cái này là làm trước. Cái bài tập này làm trước, làm từ trên dưới, coi lấy ví dụ sẵn, bắt đầu chuẩn bị đón nhận 4 bài tập sẵn nha. Rồi, bữa nay mình nghỉ đây đi. Ok không? Rồi về đọc tất cả, làm bài tập liên quan từ uống chương mới với chương sẵn, có gì thắc mắc giật gì đó. Vậy đi. Chứ giờ ngồi mấy anh cũng không biết gì đâu mà giải đáp. Vì bằng nó có dòm tới đâu mà giải đáp. Rồi bye bye mấy em. Bye bye.